Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì bỏ qua những chiếc xe mới thì hôm nay mình mang đến cho anh em một chiếc xe cũ. Tuy là cũ nhưng mà cực kỳ chất. Đó là chiếc Kia Soul. Kia Soul thì như anh em đã biết rồi, bán vào thời điểm 2014-2015. Thời điểm đó chiếc xe này được phân phối chính hãng, theo mình nhớ thì rơi vào khoảng 850-900 triệu. Rất là cao. Tuy nhiên lại được một cái gọi là nhập khẩu từ Hàn Quốc. Giá bán cao nên là rất là hiếm người đi. Thực sự mà nói, nhìn cái quang cảnh, nhìn cái diện mạo bên ngoài thì mọi người cũng thấy biết được là cái xe này nó độc đáo như nào rồi. Cho nên nó giống như chiếc Mini Cooper. Người mua xe này phải thực sự là một người có tính thời trang, có cá tính riêng mà không ngại cái khoản chi phí. Đây là chiếc 2.0 nhé. Chiếc này thì bây giờ không còn sản xuất nữa rồi, cho nên giá trên thị trường xe cũ cũng khá là tốt. Chia sẻ với mọi người thì là mình cũng bên salon Phúc Lâm Auto 686 Nguyễn Văn Cừ ấy, thì cũng nhận mua bán các loại xe đã qua sử dụng nhé. Anh em mà có xe nào muốn bán nữa thì cứ để lại cho bên mình, thủ tục nhanh gọn nhẹ. Đây, mình sẽ quay sát cho anh em cụm đèn pha này. Cụm đèn này vào thời điểm 2014-2015 ấy, sự là rất là hiện đại. Máy 2.0 nên cực kỳ bốc. Mà cái khung gầm này mình thấy cực kỳ chắc chắn. Cái giảm xóc của nó có vẻ là thiên về tính thể thao nên khá là cứng. Nhưng mà đi tốc độ cao thì cực kỳ là chắc nịch luôn. Show được một cái là có một không gian bên trong rất là rộng. Mình sẽ đi từ phía đằng sau trước nhé. Cốp xe này. Đây là cốp xe Show. Các bạn có thể thấy là không gian nó cũng đủ dùng thôi. Xe theo kiểu dáng hình khối hộp mà. Đấy, cốp đóng mở cơ thôi. Kiểu dáng thì các bạn thể thấy nó có một cái ngoại hình phải có nói độc lạ. Chính vì độc lạ cho nên là những cái người mua Show vào thời điểm cách đây 8-9 năm thì nó cũng thường phải là những người có cái cá tính rất là mạnh. Đặc biệt là cái vành này, bộ vành này là mình rất là thích nhá. Vành này là vành như mình thấy là vành 18 thôi, nhưng là cái hoa văn của nó rất là đẹp. Giờ mình đi vào bên trong nhá. Đây là khoang lái của chiếc Kia Soul đời 2014. Anh em có thể thấy là do là đời 2014 nên là nó vẫn còn rất là nhiều phím bấm vật lý, nó không hiện đại như các xe Hàn đời mới bây giờ. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích những cái phím như thế này, nó rất là kiểu vào việc luôn ấy, dùng đơn giản mà lại hiệu quả. Đây là điều hòa này. Chỉnh này. Mát ghế này, tất cả những cái này đều có gần như là xe Hàn nào cũng đã có rồi. Xe Hàn nào bây giờ cũng đã có rồi. Đấy, mốt chỉnh các thứ. Mát chân nữa này. Đấy. Tôi bắt đầu mốt chạy này. Đấy, bắt đầu có khí gió ở mặt. Đây là vô lăng. Vô lăng này ấy, mình thấy là có vẻ khá giống Mini khi là có nhiều phím bấm tròn ở đây. Và đặc biệt là có nghe đàm thoại rảnh tay này. Có cả cruise control này. Đáng tiếc là bên này không có cái lẫy chuyển số. Nếu mà có lẫy chuyển số thì cái việc di chuyển sẽ có thêm phần hứng khởi hơn. Cái mốt này ở đây là điều chỉnh những cái độ nặng nhẹ của vô lăng. Theo như mình thấy thì có vẻ như là nó chỉ đúng như chức năng của nó là chỉ chỉnh độ nhạy của vô lăng, chứ còn cái chân ga thì có vẻ là không có.
Sport rồi, Comfort Normal rồi. Nếu mà bạn đi trên cao tốc cần sự ấy, cần sự đầm chắc thì chuyển sang Sport. Còn trong phố thì cứ Normal hoặc là Comfort. Ở đây còn có cả cửa sổ trời toàn cảnh. Tắt. À, mình lại không thích cái kiểu này lắm. Cá nhân mình thì mình thích kiểu trần xe kín. À, bên này thì chúng ta có, tất nhiên là vẫn có phanh tay cơ rồi. Đi đơn giản nhưng mà dễ dùng. Ở đây họ bố trí cái nút start stop ở trên này, chứ không phải là thường thì là ở bên này cơ. Nhưng mà ở đây xe này thì họ bố trí ở bên dưới. Ghế lái thì chỉnh cơ, à chỉnh điện. Chỉ ghế bên phụ này là chỉnh cơ này. Cái hộp để đồ đây thì mình thấy cũng khá là ổn đấy. Chứa được cũng sâu đấy. Chắc độ 1-2 chai nước gì đó. Giờ mình sẽ ra hàng ghế sau cho các bạn xem nhé. Ở ngoài khá là nắng. Bây giờ mình sẽ vào bên trong Kia Soul. Ây trời. Các bạn có thể thấy là không gian bên trong của chiếc Kia Soul khá là thoải mái. Mình 1m7 mà ngồi vẫn khá là ổn. Đầu vẫn còn một khoảng. Ghế ngồi thoải mái. Ở đây có bệ tịch tay nữa này. Nhưng mà điều đáng buồn là ở cái xe này nó lại không có cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Nên chỉ có loại cho hàng ghế trước thôi. Nhìn chung là với một chiếc xe đô thị gầm cao như thế này thì ngồi cái độ thực dụng của xe mang lại thì cũng khá là ổn đấy. Nó cũng không phải là chật đâu. Nhưng mà nếu ví dụ là 3 người lớn ngồi đây thì hơi chật này. Đấy, chỉ khoảng tầm 2 người lớn thôi với một trẻ con ngồi đây. Vậy là ổn. Đấy. Ok, hello anh em. Vừa rồi là những trải nghiệm cảm nhận nhanh của mình với chiếc Kia Soul. Cá nhân mình thấy xe này khá là ổn. Mà khung gầm lại chắc chắn, ở bên trong thì khá là rộng rãi. Đặc biệt là giá bán cho cái xe này trên thị trường xe cũ đang khá là tốt. Mặc dù xe này chủ xe không bán nhưng mà mình thấy là giá bán xe này khá là ổn. Anh em thấy sao về chiếc xe này thì để lại bình luận phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.